Quang điện chủ, lần này liền khách khí rồi. Hơn nữa, ta hiện tại đã không phải là Tây Phương quân đoàn trưởng. Người đại khái có thể yên tâm. Tây Phương quân đoàn bên này ta đã sắp xếp xong xuôi. Bất quá người nói đúng, chúng ta bên này sở hữu quan chỉ huy đều không thích hợp giao trực tiếp tham dự vào đánh cuộc bên trong. Bọn họ tác dụng trọng yếu hơn là bảo đảm. Đường Phổ Lân lại nói, ta đồng ý với đồng tướng quân quan điểm. Như vậy tình huống hiện tại chỉ là chiến thần điện ra một tổ nhân, chúng ta xử lý các học viện cùng với đường môn, chúng ta một tổ nhân, còn lại còn có một tổ. Nói tới đây hắn không khỏi nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nói, chúng ta chuyển linh tháp cũng làm một tổ đi. Hơn nữa ta còn có một cái ý tưởng, trận này đánh cược làm Ma Hoàng ló lên. Nàng đưa ra bảo trận thất đối thất nhất định là có mục đích của nàng. Chúng ta không thể nào hoàn toàn bị nàng cắn mũi dẫn đi. Ít nhất ở nhân số số lượng hẳn là làm ra một ít thay đổi. Bây giờ tại cường giả cấp cao nhất số lượng đến xem, chúng ta là yếu vượt qua bọn họ. Cho nên ta đề nghị tại đây chàng đồ ở trong chiến đấu, chúng ta hướng bọn họ yêu cầu nhân số gia tăng, theo 7 người gia tăng đến 9 người. Đường Phổ Lân ánh mắt lúc này nhất đống, hắn thật sự đúng là không để ý tới điểm này. Trải qua Cổ Nguyệt Na nhắc nhở, hắn không khỏi khẽ vuốt cằm. Không nói những thứ khác, đường môn của một sửa lại các học viện bên này có thể thêm nhân chấn, nhân số liền không tại số ít, vượt xa 9 người. Lúc này, hắn đồng bạn bên cạnh nhóm đều đã nóng lòng muốn thử sáng vẻ, ta cùng với lão Tào liền không tham gia. Đúng vào lúc này không ai từng nghĩ tới, chỉ là Đa Tình Đấu La Tàng Hấm đột nhiên mở miệng, mà trong miệng hắn lão Tào dĩ nhiên chính là Vô Tình Đấu La Tào Đấu Chí. Ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung trên người của hắn, nhưng mà vị này Đa Tình Đấu La cũng là ánh mắt thất nhiên, cũng không có quá nhiều tỏ vẻ, cũng không có yếu dày gì giải thích, mà bên cạnh hắn cách đó không xa, Tào Đấu Chí còn lại gật gật đầu tỏ vẻ đối với Tàng Hấm trong lời nói tán thành. Thiên Cổ Đông Phong nhịn không được trầm chọc nói, như thế nào nhị vị đường môn đại lão sợ phải không? Tang Hâm lạnh nhạt nói, loại người như ngươi chỉ biết lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, là làm sao có thể hiểu được chí lớn. Thiên Cổ Đông Phong còn muốn nói gì nữa lại bị bên cạnh hắn Thiên Cổ Điện Đình kéo lại. Thiên Cổ Điện Đình hướng Thiên Cổ Đông Phong lắc lắc đầu, trong mắt lại toát ra sắc bén, mà khi mà ánh mắt của hắn chuyển hướng về Tang Hâm của với Tào Đức Chí thời điểm, cư nhiên hiểu thấy được bọn hắn gật đầu, trong mắt còn toát ra vẻ kính nể. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cũng toát ra vài phần như có suy nghĩ, sau đó hắn liền mở miệng nói, ta đồng ý. Không hề nghi ngờ, Thiên Cổ Điện Đình Quan Nguyệt là minh bạch đối với Đa Tình Đấu La cùng với Vô Tình Đấu La không tham dự đánh cược ý nghĩa. Nhưng trên thực tế, ngay cả Đường Vũ Lân vị này đường môn môn chủ đều không rõ ràng cho lắm. Nhưng ở phía sau, hắn cũng không tốt hỏi thăm. Nguyên bản ở trong mắt của hắn, hai vị này cực hạn đấu la nhất định phải lên tráng. Hơn nữa tác dụng của bọn họ vô cùng lớn. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ toàn bộ phương án đều phải tiến hành ra trình độ nhất định điều chỉnh. Dư Quan Chí nói, ta đồng ý Cổ Tháp Chủ đề nghị, ta hiện tại giống như Ma Hoàng tiến hành cầu thông để xác định ra cuối cùng nhân số. Chư vị trước nghiên cứu ra một chút nhân thủ, nói xong hắn phóng người lên trên, hướng tới không trung phương hướng bay đi. Việt Thiên Đấu La nói, chúng ta bên này ta đến đối hơn nữa đồng tướng quân, sau đó lại hơn nữa thất vị bài danh cao nhất chiến thần, đồng thời chiến đấu, tập hợp ra 9 người không thành vấn đề. Chiến thần điện các vị chiến thần lâu trước ở trong chiến dịch cũng không tổn thất quá lớn, chính là tiêu hào có một chút lớn, nhưng mà lúc này ở trong sinh mệnh cây con trước mặt, bọn họ tiêu hào đều đang nhanh chóng khôi phục trở lại. Mỗi người ở trong mắt đều lóe ra tràn ngập chiến ý quang mang, đấu là liền báng chưa bao giờ một vị chiến thần e sợ. Đường Phổ Lân gật đầu, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na rồi nói, Ma Hoàng hẳn là sẽ ở trận chiến cuối cùng này mới xuất chướng, làm áp trận chúng ta bên này trận chiến cuối cùng, cũng lý lên trên lưu lại cũng đủ sở ứng đối nhân, chúng ta ở cuối cùng một hồi ra tay đi. Cổ Nguyệt Na lúc này nói, được. Sau đó nàng chuyển hướng chuyển linh tháp bên này mọi người rồi nói, để bảo đảm có thể chiến thắng Ma Hoàng, ta cần cùng với đường môn chủ liên thủ, cho nên ta sẽ cùng với đường môn chủ ở một tổ, chúng ta chuyển linh tháp liên hợp ra lại cái khác lánh đời gia tộc, ra một thứ ba nhân, yếu phiên toái nhị vị dẫn đối. Nàng cuối cùng là nói nhị vị tự nhiên là Thiên Cổ Điện Đình cùng với Thiên Cổ Đông Phong hai cha con. Thiên Cổ Đông Phong vừa muốn nói gì, Thiên Cổ Điện Đình lại nhất tay đè chặt bờ vai của hắn, đem hắn lời vừa nói ra đến khóe miệng xoa bóp trở lại về. Không chút do dự vuốt vuốt cằm rồi nói, tốt rồi, chúng ta tới hoàn thành một tổ. Thiên Cổ Đông Phong lúc này giật mình nhìn phụ thân, không khỏi truyền âm nói, phụ thân, ngài làm cái gì vậy? Cổ Nguyên Na không ở đó, lãnh gia thủ cũng chết chắn, chúng ta bên này thực lực không đủ, chúng ta tổ thành một tổ chỉ sợ. Thiên Cổ Điện Đình lúc này thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng lần này nếu đánh lùi cường địch về sau, chúng ta còn có cái gì cơ hội sao? Vì gia tộc truyền thừa, liền bung tha cho chút liền muốn từ bỏ,
ví dụ như là sinh mạng của chúng ta không thể nào trở thành gia tộc tội nhân. Thiên cổ Đông Phong lúc này chấn động toàn thân, hoảng sợ nhìn về phía cổ phụ thân. Tại đây một cái trước mắt, hắn đột nhiên minh bạch ra rất nhiều thứ. Bờ môi của hắn lúc này đọng lại, tưởng yếu ra nói thêm gì nữa, nhưng Trương Quỳ cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn biết rõ ở phía sau mình đã không có khả năng thay đổi những thứ gì. Không lâu sau đó, Sư Quan Chí bay vụt ra quay trở về, trầm giọng nói: Ma Hoàng đồng ý, ta cũng đại biểu cho bên ta đáp ứng cho bọn hắn theo lời thời gian lúc trước tính đến. Sau một tiếng quyết chiến, lời vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Như là đã quyết định như vậy, mọi người cũng chỉ là có toàn lực ứng phó đi đến mặt với một đường. Đường Phụ Lân nhìn về phía sau lưng các bạn thân mến, trầm giọng nói: Như vậy hiện tại bắt đầu bố trí dư nhân thủ đi. Tính cha con chúng ta, Nguyên Ân Chấn Thiên lúc này chậm rãi đi xa, vì này Thái Thản Đấu La mặt mỉm cười, giống nhau phải đối mặt với không phải một hồi sinh tử chi chiến, mà là một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như vậy. Đường Phụ Lân trong mắt lóe lên một cái chút cảm động. Nguyên Ân tiền bối, kỳ thật các người cũng không chân chính tính là xử lý các người kỳ thật có thể. Nguyên Ân Chấn Thiên lúc này dường cả giận nói: Đường môn chủ, lần này người muốn nói rõ ràng sao? Chúng ta làm sao lại không tính là xử lý các người? Chúng ta như là đại địa đạo đạo ở xử lý các học viện một phần tử. Ta thân mình cũng là xử lý các học viện lão sư, có quan hệ với xử lý các học viện truyền thuyết ta nghe xong rất nhiều. Để cho ta khâm phục, chính là tại cái kia chẳng đại tai nạn tiến đến là lúc đó, chết đi chỉ có lão sư, nhưng không có một vị đệ tử. Chuyện này đối với ta xúc động rất lớn. Chúng ta đến từ xử lý các không lâu, lại thật sâu bị xử lý các tinh thần lấy đi rồi. Huống chi đó cũng không phải chỉ thuộc về xử lý các chiến tranh, mà là thuộc về toàn bộ nhân loại. Tổ chim bị phá há là còn lại chúng. Cha con chúng ta tự tin rằng còn có mấy phần thực lực ở phía sau không cấn, khi nào chỉ dùng. Chẳng lẽ muốn đợi cho toàn nhân loại sắp hủy diệt thời điểm đó sao? Huống chi chúng ta Thái Thần gia tộc ở xử lý các học viện, chúng ta rất yên tâm. Gia tộc truyền thừa có xử lý các cùng với đường môn tổ hộ, nhất định sẽ tiếp tục truyền thừa tiếp. Không nói nhiều, đường môn chủ, tính cha con chúng ta hai người. Nguyên Ân Thiên Đáng đứng ở trong phụ thân bên người, mặt mỉm cười trong mắt lại tràn ngập ra kiên quyết quyết sắc. Được, Đường Phụ Lân lúc này không có nói thêm gì nữa. Còn có ta, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ cũng đi xa. Vẻ mặt của hắn lúc này rất bình tĩnh, giống như có cái gì đó đều đối với hắn mà nói không trọng yếu dường như vậy. Đường Phụ Lân nhìn thật sâu sắc hắn liếc một cái rồi nói: Đồng Vũ tiền bối, ngươi vừa rồi hẳn là cũng nghe được, cha ruột của ta lúc trước hẳn là Hải Thần Đường Tam, ta là bị dừ lưu ở trên thế giới này, sau đó mới bị dưỡng phụ thủ dưỡng. Ta đều không phải là dưỡng phụ huyết mạch thân tử, cho nên ngươi... Đồng Vũ nói: Vậy người dưỡng phụ nhiều trước còn có đứa nhỏ không? Đường Phụ Lân theo bản năng lắc đầu. Đồng Vũ nói: Vậy là được rồi, nếu không có để cho ta như thế nào lại đi tìm một tâm linh ký thác. Huống chi chuyện này không chỉ là các người Đấu La đại lục thượng chuyện tình, càng quan hệ đến toàn nhân loại. Ta đến từ cho Tinh La đế quốc, cho dù là đại biểu cho Tinh La đến tham chiến đi. Nói xong hắn tự động đi đến Nguyên Chấn Thiên phụ tử bên người, không lên tiếng nữa, hiển nhiên cũng không cấp cho Đường Phụ Lân cơ hội cự tuyệt. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị rất tự nhiên đi đến Đồng Vũ bên người đứng lại. Đối với mình mẹ nuôi, Đường Phụ Lân tự nhiên không có gì đáng nói. Bọn họ cùng với Thánh Linh giáo đều là huyết hải thâm kiêu, xử lý các học viện tứ đại cực hạn đấu la đồng thời lựa chọn xuất chướng, không thể bớt chúng ta được. Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng, Vũ Trường Không cũng đứng ở sau đi xa. Bên kia, theo đường môn ở trong trận doanh, từng vị phong hào đấu la tầng thứ cường giả đều đi xa sắp thành hàng một đội. Ở trong đó cũng bao gồm cả bản thể đấu la A Như Hằng, cùng phòng mà đào từ mã kim trí, đám người, không chỗ nào là không phải là cường giả. Lão đại, chúng ta như trước là nhất thể, xử lý các thất quái khi nào thì cần đi xa, dù sao ta mặc kệ, người cái kia một đối phải tính cả ta một người, loại này làm cho toàn bộ đại lục anh hùng thời khắc, làm sao có thể thiếu được ta đây. Ta ra một cái lắc mình liền đã đến Đường Vũ Lân bên người. Trên mặt một bộ tuyệt không chịu là bộ dáng. Đúng vậy, sự lấy khăn thất quái là như thế. Diệp Tinh Lan đã đi tới, 5 người khác cũng đều rất tự nhiên đi vào Đường Phụ Lân bên người đứng lại. Sự lấy khăn thất quái, lấy Đường Phụ Lân cầm đầu không thể nghi ngờ, bọn họ thực lực mỗi người, ở trong mọi người cũng không phải mạnh nhất, thậm chí chưa bỏ Đường Phụ Lân ở ngoài, ngay cả một vị cực hạn đấu la đều không có. Cũng chỉ có Nguyên Ân Sợ Huy cùng với Diệp Tinh Lan cũng coi là siêu cấp đấu la, mấy người khác cũng đều là phong hào đấu la, ngay cả siêu cấp đấu la trình tự đều không có đạt tới. Nhưng mà chớ quên, chính vì bọn họ là sự lấy khăn thất quái, Đường Phụ Lân giúp bọn hắn toàn bộ hoàn toàn ra tứ tự đấu khải chế tác, cho nên cho dù là phong hào đấu la mặc vào tứ tự đấu khải về sau, thực lực cũng đã thẳng bực ra cực hạn đấu la tầng thứ.
Thần tượng Đường Phú Lấn đối với sự lãi các học viện cùng với Đường Môn mà nói tăng lên mới là lớn nhất, nhất là hắn ở vị này thần tướng, ở thiên sèn thượng gần như không có phản phá, đây mới là địa phương đáng sợ nhất, điều này cũng làm cho hắn thủy chung đều không có thiên địch. Chính là một tiếng triệu hồi, giờ khắc này đây, sự lãi các học viện cùng với Đường Môn đi xa cường giả, tự nhận là có thực lực tham chiến cường giả, đều đã vượt qua 30 vị nhiều, mỗi một cái đều không có nửa phần yếu lùi bước ý tứ. Cũng chính là ở một khắc này, vô luận là quân đội, Triều Linh Tháp vẫn là phần đông lãnh đời các gia tộc trong mắt, mới chính thức thấy được sự lãi các học viện cùng với Đường Môn cường đại đến trình độ nào. Đường Phụ Lân cũng lâm vào trong hai cái khó này, làm cho hắn theo ở trong những người khác, chính là lựa chọn 9 người, hiện nhiên là rất khó. Theo trên thực lực đến xem, đương nhiên là lựa chọn phương án tối ưu ra cực hạn đấu la trình tự cường giả, nhưng mà sự lãi các thất quái ở giữa phối hợp ra lại là ăn ý nhất, nhất là Hứa Tiểu Ngôn loại này dưới trời sao thứ nhất cường khống, căn bản là không có thể nào sử dụng đơn giản cấp bằng tới phân chia lực lượng của nàng.